Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên. Kính mời quý ông bà, anh chị em lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng Marco chương 16 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu là sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với họ và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa nghe kể lại lần cuối cùng Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11. Lần cuối là vì sau khi nói với các ông về lệnh truyền loan báo tin mừng và được đưa về trời, và kể từ ấy Ngài không còn hiện ra với thể lý nữa. Với lời Chúa chúng ta vừa nghe trong lễ Thăng Thiên, chúng ta cùng nhau chia sẻ hai điều này. Thứ nhất là ý nghĩa của việc lên trời, và thứ hai là về mệnh lệnh loan báo tin mừng của Chúa. Lễ Chúa Thăng Thiên hay được gọi là lễ Chúa lên trời. Vậy thì trời ở đâu? Trời là lối nói biểu tượng mà người ta thường dùng để chỉ những sự trên cao, những gì thuộc thượng giới, thuộc cao thượng, chứ không phải theo nghĩa không gian hoặc nơi chốn, như một phi hành gia nào đó đã bay vào vũ trụ rồi khi trở về trái đất mà ngạo mạn tuyên bố rằng: Tôi đã bay một vòng trái đất và chẳng thấy Thiên Chúa đâu. Thật là một sự thô thiển và lố bịch. Cho nên khi Kinh Thánh viết Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa là muốn nói với chúng ta rằng Ngài trở về địa vị làm Chúa của Ngài. Nhưng chúng ta cũng được dạy rằng sau khi đã sống lại, Đức Giêsu đã ở lại trong thế gian 40 ngày. Nên có người hỏi rằng: Vậy thì trong 40 ngày đấy Chúa ở đâu và làm gì? Kỳ thực thưa anh chị em, sau khi sống lại, Ngài đã trở về địa vị làm Chúa của Ngài rồi. 40 ngày là cái thời gian cũng muốn diễn tả rằng Chúa Giêsu muốn củng cố lòng tin cho các môn đệ và một số người tin Ngài mà còn đang hoang mang sợ hãi. Vậy việc Chúa lên trời muốn nói với các tông đồ ngày xưa và chúng ta hôm nay rằng chúng ta không còn thấy Chúa Giêsu phục sinh với thân xác thể lý nữa, không còn nghe Chúa nói nhìn chân tay Thầy đây, ma nào có xương có thịt như Thầy có đây, hoặc chỗ khác Ngài bảo các con có gì ăn không. Như vậy sau khi Chúa về trời, các tông đồ ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay sẽ không thấy Chúa phục sinh bằng con mắt thường mà là bằng con mắt đức tin, vì chính Chúa đã hứa: Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Mừng lễ Chúa lên trời, chúng ta nhắc lại cái lòng tin căn bản này. Và điều thứ hai chúng ta chia sẻ với nhau về lệnh truyền của Chúa. Vâng, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã để lại một lệnh truyền: Anh em hãy đi tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Các tông đồ đã ra đi rao giảng khắp nơi và có Chúa hoạt động cùng với các ông. Các tông đồ đã chuyển giao lệnh truyền ấy cho các thế hệ. Vâng, Việt Nam đến thế kỷ thứ 16, dân tộc mình mới đón nhận được tin mừng này. Nên đức tin của chúng ta là đức tin được truyền lại từ các tông đồ. Ta hay bảo rằng và tuyên xưng ngày Chủ nhật, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh thiện Công giáo và Tông truyền, bởi vì đức tin của chúng ta được truyền từ các tông đồ. Các tông đồ đã đón nhận lệnh truyền từ Chúa Giêsu và chuyển giao cho các thế hệ rồi đến chúng ta. Rồi đến lượt chúng ta cũng hãy sống cái lệnh truyền này.
trong từng hoàn cảnh của mỗi người để rồi chuyển giao lại cho các thế hệ mai sau. Và cuối cùng chúng ta cùng nhau suy niệm về lời hứa của Chúa Giêsu trước khi về trời. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe của phụng vụ 5B Thánh sử Mát-cô với những lời hứa là ai tin thì được cứu, rồi nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ được, sẽ nói được những thứ tiếng lạ, cầm được rắn trong tay, mà lỡ có nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao, rồi đặt tên trên những người bệnh thì họ được mạnh khỏe. Còn trong Thánh sử Mát-thêu thì viết mạnh mẽ hơn thêm một đoạn: và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là sự hiện diện của Chúa đang sống. Vậy thì thưa quý ông bà, anh chị em, tùy vào đối tượng độc giả mà hai thánh sử có một tí khác nhau, nhưng điều căn cốt vẫn là nhận ra Chúa Giêsu làm chủ đời mình. Chúa Giêsu đã phục sinh và đang sống giữa chúng ta. Như Thánh Tông đồ Phêrô đã dõng dạc tuyên bố trước công nghị của Do Thái rằng: vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác để nhờ vào đó mà chúng ta được ơn cứu độ. Ta nghe chỗ này bị quỷ qua phá, chỗ kia bị quỷ ám, chỗ nọ bị quỷ nhập. Tại sao có hiện tượng đó thưa quý ông bà, anh chị em? Là bởi vì đời của chúng ta chưa chắc chắn, chưa dứt khoát loại trừ tất cả các tà thần, được đón nhận Đức Giêsu phục sinh làm Chúa của cuộc đời của mình, cho nên chúng ta bị những thế lực tà thần quấy phá. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, mừng lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay chúng ta vừa vui mừng vì Chúa đã lên trời để ở gần chúng ta hơn, chứ không phải ở xa chúng ta hơn đâu. Đấy là niềm vui của ngày lên trời. Đời Kitô hữu của chúng ta đã có đích đến, và con đường để dẫn đến đích đó là đón nhận Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời của mình. Đó là tin mừng phục sinh, là ơn cứu độ mà chúng ta đón nhận và loan báo cho thế hệ mai sau. Amen.